cát vào chứ thì đổ vào rồi bằng nên nát bội thôi. À đây. Đi cái chuyện này để trong giống này vui chuột. Rồi. Kéo cá rồi bây giờ làm chưa? Tất nhiên là con. Con mái nó nặng nhất cái mái. Cái mái nằm nằm ba thớt à? Còn mỗi mái đúng không? Hai thớt. Do cho cái thôi rồi rồi ông luôn gạch viền trước đây rồi nó chưa được chưa khít bây giờ giữ bên kia đi. Còn cái máy Đức nữa. Đúng số 5. Đúng rồi. Đây đang trong một tí. Tí nữa. Ra quá. Chạy thoải mái không có gì. Này. Nếu gạch chứ kìa. Không, gọi thì chết cháu luôn. Bên này được, bên này cũng là đất nơ. À này, này. Có đấy anh mang xô ra đây. Thùng đi nửa thôi. Thế mà cứ không lấy xô đấy, xô đấy múc nước từ nước đáy này để đi mang đến xúc đất xô sạch không sạch đã vào xô ngoài ruộng này là đâu pha phân rồi múc nước đáy rồi vậy là đi đổ cầm nó đây. Cầm nó đây đây xô thủng chứ ấy đâu mà múc nước đáy xô bục xô bục thủng đất đi mà người ta được phân chứ đây 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 đi dòng đi con đen kìa. Gì? Ai người dòng cái cu làm được. Bão có đổ không? Chịu. Dạ. Bão có đổ không? À hàng nghìn ngôi chưa thấy ngôi nào nó đổ. Từ động đất. Không bom nguyên tử vào đổ đấy. Đổ cái đá nó. Xin cái để cho bác cái này ra cho nó gọn nhỉ. Nặng nó đè nó quay sang được. Kia kia, bỏ cái kia. Bỏ áo ra. Thế là thêm. Thì anh đặt cho em, anh làm cho em đi. Còn trong bộ là thôi chỉ có kèm theo một bát hương một lọ hoa này thôi. Thì anh làm cho cái mâm đậu bồng chiều anh mang xuống cho em chắc có chắn được gì mâm bồng cái loại mâm bồng 30 đấy.